Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian qua, triển khai xử phạt nghiêm khắc vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã giúp cho việc xảy ra tai nạn vì rượu bia được giảm thiểu. Mới tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông, Bộ Công an có đề xuất mới hạ mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Sẽ hạ mức phạt vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Cụ thể với xe ô tô, dự thảo nghị định đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, khoản 6, điều 5, Nghị định 100/2019, mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Với xe ô tô, xe gắn máy, khoản 3, điều 8, dự thảo nghị định đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Còn theo quy định hiện hành, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Bên cạnh đó, vừa có dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ diễn biến phức tạp, vi phạm vẫn diễn ra phổ biến, xuất hiện nhiều hành vi mới có tính chất nguy hiểm nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 100/2019, Nghị định số 123/2021. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều loại hình phương tiện giao thông đường bộ mới được đưa vào sử dụng nên cần phải có quy định bao quát đầy đủ hơn. Bộ Công an cho rằng, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe, trong đó có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm. Điển hình trong các hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm là điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Bộ Công an cho biết thêm, dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và trừ điểm giấy phép lái xe. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc quy định trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe, vừa có tính chất giáo dục, động viên về chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mỗi lần bị trừ điểm như là một tiếng chuông cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Khi giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc trên không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân, qua đó đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật Việt Nam và quyền của công dân được quy định trong hiến pháp. Hơn thế, quy định này còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình hiện tại.
tiếp thu kinh nghiệm quản lý an toàn giao thông của các nước tiên tiến trên thế giới. Qua đó, có thể quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe. Việc vi phạm tái phạm, từ đó sẽ tác động tới hành vi, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình sau vi phạm của người lái xe. Yêu cầu cảnh sát giao thông phải có lễ tiết khi tiếp xúc với người dân. Thông tin từ Cổng điện tử Chính phủ đăng tải, dự thảo thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Thông tư đang được lấy ý kiến đến hết ngày 26 tháng 9 2024. Thông tư này sẽ thay thế cho thông tư số 32/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo Điều 3 của dự thảo, Bộ Công an yêu cầu đối với các cán bộ, cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm như sau. Thực hiện đúng quy định của pháp luật giao thông đường bộ, pháp luật xử lý vi phạm hành chính, thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công theo quy định, kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và điều lệnh công an nhân dân. Khi tiếp xúc với nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật, phải có lễ tiết, tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định, đảm bảo các yêu cầu, quy định khác của Bộ Công an. Theo quy định tại khoản 2, điều 10, thông tư 32/2023 của Bộ Công an, khi tổ chức tuần tra công khai, phải có kế hoạch của trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, trưởng phòng cảnh sát giao thông, trưởng công an cấp huyện trở lên và bảo đảm các quy định sau. 1. Sử dụng trang phục cảnh sát theo quy định. 2. Sử dụng phương tiện giao thông theo quy định hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công. 3. Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác theo quy định. Dắt bộ xe máy sau khi uống rượu bia có bị thổi nồng độ cồn hay không? Việc điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một hành vi nghiêm cấm và bị xử phạt nặng nhất trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Vậy nếu uống rượu bia mà dắt bộ xe máy thì có bị thổi nồng độ cồn hay không? Sẽ có hai trường hợp như sau. Trường hợp 1, nếu đã uống rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát giao thông mới xuống xe dắt bộ để đối phó thì cũng có thể bị xử lý nếu cảnh sát giao thông có căn cứ chứng minh rằng người này trước đó đã điều khiển xe tới gần chốt mới xuống dắt xe. Lúc này cảnh sát giao thông hoàn toàn có thể kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt theo đúng quy định nếu có vi phạm. Trường hợp 2, người đã uống rượu bia nhưng sau đó chỉ dắt bộ về nhà mà không ngồi lên xe để điều khiển thì sẽ không bị xử phạt. Vì luật giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chỉ quy định xử phạt đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông sẽ không có căn cứ để xử lý vi phạm nồng độ cồn. Nhưng để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác, thì nên nhờ người thân đến đón hoặc sử dụng phương tiện như taxi, xe ôm công nghệ để trở về nhà an toàn. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!